Xtrazex là viên sủi tăng cường sinh lý nam đầu tiên trên thị trường hiện nay, giúp kéo dài thời gian quan hệ cho những ai bị yếu sinh lý, xuất tinh sớm, suy giảm ham muốn tình dục. Ngoài ra, sản phẩm còn có tác dụng bổ thận tráng dương, làm chậm quá trình mãn dục. Xtrazex mang lại hiệu quả trong việc chăn gối. Xtrazex hội tụ nhiều thành phần chất lượng và thân thiện với cơ thể, có khả năng hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Sản phẩm mang lại những công dụng chính như tăng cường sức khỏe sinh lý nam giới mãnh liệt, các thành phần tự nhiên hỗ trợ kích thích cơ thể tăng cường ham muốn, tăng sự hưng phấn, ham muốn của nam giới, tăng khoái cảm khi quan hệ, tăng lượng tinh trùng, kích thích sự chuyển động của tinh trùng. Xtrazex được thiết kế dưới dạng viên sủi và được hấp thụ thông qua đường tiêu hóa, dễ uống, dễ sử dụng, sản phẩm an toàn và không gây dị ứng, không gây ra tác dụng phụ. Xtrazex có bảng thành phần vô cùng ấn tượng. Xtrazex là sản phẩm được thiết kế dành cho nam giới trong vấn đề cải thiện chuyện chăn gối, được chắt lọc từ các thành phần thiên nhiên lành tính, chiết xuất nhân sâm, kích thích sự chuyển động của tinh trùng, cải thiện cương dương và mùi tinh trùng, bảo vệ khỏi ung thư tuyến tiền liệt. Maca Peru được biết đến như dược thảo tình dục của người Inca, thành phần nhiều axit amin và các hoạt chất sinh học cần thiết. Vỏ cây Iohimbi là chất giúp tăng ham muốn mãnh liệt, có tác dụng tạo hưng phấn, tăng cường ham muốn, tăng lượng tinh trùng. Chiết xuất vỏ Miura Puama, tăng cường hoạt động tình dục, tạo cảm giác hưng phấn và tăng ham muốn tình dục. Bảng thành phần: citric acid, sodium hydrogen carbonate, maltodextrin, carnitine tartrate, polyethylene glycol, lentex tausin istalia join b bac, lupidium mayerni root, Miura Puama root, panax ginseng root, lucin, zinc sulfate monohydrate, nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, flavor, sucralose, thành phần tự nhiên mang lại hiệu quả tối đa. Đối tượng nên sử dụng Xtrazex: nam giới mắc chứng giảm khả năng ham muốn tình dục, nam giới sức khỏe suy yếu, thường xuyên bị suy nhược cơ thể, nam giới gặp vấn đề rắc rối vì sinh lý yếu, rồi loạn cương dương, xuất tinh sớm, mãn dục nam, nam giới muốn tăng cường khả năng sinh lý của bản thân. Hướng dẫn sử dụng Xtrazex hiệu quả. Sử dụng Xtrazex đều đặn đảm bảo đời sống tình dục lâu dài. Để cải thiện đời sống tình dục, hãy hòa một viên sủi vào cốc nước và uống 20 phút trước khi quan hệ. Để phòng ngừa, hãy hòa một viên sủi vào cốc nước và uống một lần mỗi ngày mùng 1 giờ trước khi ăn. Viên sủi Xtrazex giúp khôi phục, tăng cường cương dương và kéo dài thời gian quan hệ. Quy cách: lọ 10 viên sủi. Xuất xứ: Hendel, Nga. Hạn sử dụng: in trên bao bì sản phẩm. Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát. Lưu ý: sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hiệu quả sử dụng sản phẩm tùy thuộc cơ địa của mỗi người. Ý kiến từ các chuyên về sản phẩm Xtrazex: sử dụng Xtrazex có gây vô sinh không? Xtrazex không gây vô sinh bởi thành phần từ thiên nhiên và đã được chứng nhận đối với viên sủi tăng cường sinh lý nam này. Sản phẩm đã được chứng thực hiệu quả mang lại từ phía người tiêu dùng. Xtrazex tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ. Xtrazex mua ở đâu? Bạn nên đặt mua sản phẩm Xtrazex trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất, bạn sẽ có giá thành tốt nhất và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau. Click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả video này để chuyển sang website nhà sản xuất, để lại thông tin liên hệ. Chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm Xtrazex. Sau khi tư vấn xong, nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự, hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm.